Rồi, ok. Hello, xin chào toàn thể anh chị em nhà đầu tư và chào mừng anh chị đã quay trở lại đối với kênh Chim Cú Stock. Đó thì như thường lệ, đến hẹn lên em sẽ lại tiếp tục lên giao lưu cùng với chị ở trong cái phiên giao dịch trong cái buổi livestream tối ngày mai chị nhá. Sorry anh chị em. Thì trong cái buổi livestream tối ngày mai thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về những cái góc nhìn và kịch bản thị trường VN-Index tính đến thời điểm hiện tại và những cái diễn biến trong thời gian tới chị nhá. Và xem là những khả năng và diễn biến của thị trường chung, thị trường VN-Index của chúng ta trong nhịp tới thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Để anh chị em nhà đầu tư có thêm những góc nhìn khách quan hơn và đầu tư trong nhịp tới nó được phù hợp hơn chị nhá. Và bên cạnh đó thì nếu anh chị em nào mà có bất kỳ những câu hỏi nào mà quan tâm hay là khúc mắc gì trên những vị thế cổ phiếu á thì anh chị em có thể là để lại những câu hỏi của mình ở bên dưới phần comment nhá. Thì một lát nữa sau khi mà em Phi đánh giá qua về những góc nhìn thị trường xong thì em Phi sẽ hỗ trợ và giải đáp tất cả những câu hỏi mà chị em khúc mắc trong cái buổi livestream tối ngày hôm nay chị nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về cái tình hình và diễn biến trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì như anh chị em đã thấy thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà thị trường của chúng ta nó đã có những dấu hiệu điều chỉnh ngay từ đầu phiên rồi chị ạ. Và ngay từ đầu phiên rồi. Và xuyên suốt mà là một nhịp điều chỉnh là hôm nay là thị trường đóng cửa vùng giá là 1093 và giảm 14,5 điểm tương đương 1,31% với 91 mã tăng trong phiên ngày hôm nay và 398 mã giảm. Trong đó thì có 3 mã tăng trần và 7 mã giảm sàn. Anh khoảng 10.000 tỷ đối với chỉ số VN-Index. Còn đối với chỉ số VN50 thì đóng cửa vùng giá là 1.106,85, giảm 16,84 điểm tương đương 1,5% với hai mã tăng, hai mã tăng đôi và áp đảo là 27 mã giảm đối với rổ VN30 và thanh khoản là 3,9 ngàn tỷ chị nhá. Sàn của Hà Nội Next thì đóng cửa 226,26, giảm 2,19 điểm tương đương 0,96% với 74 mã tăng và 100 mã giảm, thanh khoản là 1,2 ngàn tỷ. Sàn Upcom thì đóng cửa 85,27, giảm 0,35 điểm tương đương 0,41% với 155 mã tăng và 92 mã giảm, thanh khoản là 377 tỷ. Nghe chị nhá. Và trên tổng 4 sàn của chúng ta ngày hôm nay thì nó rơi vào cái mốc thanh khoản là 13,9 ngàn tỷ. Đó. Một trong những con số thanh khoản cũng rất thấp tại nhịp này. Đó. Và những cái tác động mà khiến thị trường chúng ta điều chỉnh trong cái phiên ngày này á nó đến từ banh chị. Đó. Nó đến từ banh và riêng một mình nhóm ngành ngân hàng thì nó giảm 2,75 điểm. Nhóm thứ hai đó là chứng khoán, dầu khí, hóa chất, bán lẻ, sản xuất thực phẩm, bia và đồ uống, viễn thông cố định, bất động sản, kim loại, đầu tư công, vận tải, du lịch và một số các cái nhóm ngành nhỏ khác nữa. Thì đây là những nhóm ngành mà đang phần cho nhịp điều chỉnh trong cái phiên ngày này chị nhá. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về chuyển động, xem là hiện tại thì nó có những dấu hiệu hồi phục đến từ những cái vị thế cổ phiếu nào và những cái sự điều chỉnh nó đến từ cổ phiếu nào anh chị nhá. Đó thì đi với về về cái vị thế mà tăng điểm trước đi, thì hôm nay là có con SSB anh chị. Đó, tăng điểm này, HAG này, LPB này, TMP, VIX, SGS này, OGC này, PGV, đa phần là penny chị ạ, QCG này, DXG này, HRC này, EIB, VSH, EIG và cuối cùng đó là cổ phiếu CTS. Nói chung là những cái nhịp hồi phục trong phiên ngày hôm nay á thì nó không có quá nhiều, nói vậy không có quá nhiều đâu. Đa phần đến những sự điều chỉnh nó đến từ những cái vị thế cổ phiếu trụ này như là GAT anh chị, đúng không? GAT giảm 1,48 này, Vinamilk này, Masan, VBank, GVR, SAB, MWG, FPT, HPG, Vietcombank, VRE, DGC, SSI, BCM và cuối cùng là BIDV. Đó là những vị thế cổ phiếu đang trong cùng một cái nhịp giảm trong cái phiên ngày này chị nhá. Rồi chúng ta đi về nước ngoài. Hôm nay mà là một cái phiên mà nước ngoài bán dòng 1.100 tỷ, đúng không? Bán dòng khá là rát trong phiên ngày này, đúng không? Và bán dòng cực kỳ mạnh đối với MWG này, Vinhome này, Vinamilk này, Masan, STB, SSI, VND này, VBank này và một số vị thế cổ phiếu khác nữa, và mua dòng đối với KBC này, FPT, FRT, DGC này, KDH, nữa Long Hậu và một số vị trí cổ phiếu nữa đó. Và đây cũng là cái tình hình và diễn biến trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay chị nhá. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua về cái phần chính, đó là cái phần nhân thị trường và phân tích kỹ thuật đối với chỉ số VN-Index, xem là trong cái nhịp này và trong nhịp tới thì chúng ta có thể là mua được cổ phiếu hay không, hay là diễn biến của thị trường chung trong nhịp tới nó như thế nào để chị em tôi có thêm những góc nhìn này chị nhá. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đi với nhau về những cái kịch bản trong ngắn hạn trước nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến về cái khung 15 phút và khung 1 giờ anh chị ạ. Đối với khung 15 phút thì chúng ta phân tích về trong phiên luôn anh chị ạ. Trong phiên này
Thì hiện tại ngày hôm nay là một cái phiên mà đối với VN-Index trong khung 15 phút đó, nó xuất hiện cái vùng kijun phẳng, xuất hiện vùng cân bằng của thị trường ở quanh cái vùng giá 1090 này, đó, xuất hiện dấu hiệu kijun phẳng đây này, đó. Thì trong xuyên suốt từ những dấu hiệu mà thị trường mở 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 phiên đến giờ thì liên tiếp là một nhịp điều chỉnh và hút giá về, đúng không anh chị? Hút giá về vùng cân bằng này và lình xình tích lũy đóng cửa ở 1093. Và hiện tại bây giờ á, thì cái vùng hỗ trợ của thị trường đó là cái vùng 1087, 1086, 1087. Nó là cái vùng này. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ trong mặt ngắn hạn đối với VN-Index. Và cái vùng cản của chúng ta á, đó là vùng cản này. 1097, 1098. Đây anh chị ạ. Đây sẽ là cái vùng biên tích lũy ngắn đối với VN-Index trong phiên ngày mai luôn. Anh chị á, anh em có thể để ý trong phiên ngày mai, nếu mà ngày mai, và em Phi cũng để ra cho anh em về một cái tiêu đề ngày mai á, đó là thành bại tại phiên mai, đúng không? Trước mặt đối với VN-Index trong khung 15 phút này, nó đang có một cái vùng eo mây mỏng, nó đang có một cái vùng eo mây mỏng đây này, đây này chị, đó. Thì nếu mà ngày mai VN-Index tiếp tục lình xình đi ngang, giữ được cái mức vùng biên này từ 1187 đến vùng giá 1098 tích lũy qua phiên ngày mai, thì thị trường sang đến phiên cuối tuần khoảng từ thứ tư, thứ năm, thứ sáu á, thì cái động lực và cơ hội mà VN-Index nó sẽ có một nhịp hồi phục là tương đối cao. Nhưng nếu trong ngày mai mà nó đi lịch trình ở đây, nó đâm qua cái vùng eo mây mỏng này mà gãy cái vùng giá 1087, thì khả năng thị trường là nó sẽ có một nhịp điều chỉnh sâu hơn trong một cái nhịp ngắn hạn đó. Nên là chúng ta cần phải theo dõi cực kỳ sát trong cái phiên ngày mai, và ngay cả ngày hôm nay thì em Phi cũng có để ý ở trên bảng điện anh chị ạ, thì đa phần là những cái nguồn lực lực mà nhà đầu tư bán ra ấy, thì đa phần là nó yếu dần rồi anh chị ạ. Nó yếu dần rồi và đa phần là có những dấu hiệu là dòng tiền kê trong phiên, có dấu hiệu dòng tiền kê trong phiên là dòng tiền đang đứng ở ngoài nhá, là người ta đã có những dấu hiệu là bắt đầu có cơ hội là mua vào rồi. Đó, anh em có thể để ý này, những cái vị thế như là nhóm chứng khoán này, những cái vị thế điểm mua là anh em có thể là để ý bảng điện ở trong phiên nhá, thì anh em sẽ rõ nhất. Bất động sản cũng thế này, đúng không? VIX này, Vinhome này, hay là Shell này, thì những cái cổ phiếu này nó đã có những động lực coi như là giảm mạnh rồi, thì nhìn về khả năng nó cũng ít giảm hơn. Anh em có thể theo dõi trong phiên đó, thì anh em sẽ nhìn được rất nhiều về cái động lực là có dấu hiệu dòng tiền kê ở đâu, kê ở đâu đó. Rồi đối với khung 1 giờ thì sang ngày mai thì nó cũng chuyển sang thành một cái trạng thái gọi là tích lũy chậm ạ. Hiện tại bây giờ là Kijun này, là đường màu đỏ này, tay can ở dưới này, thì ngày mai đâu đó khoảng nó vào rơi khoảng tầm là 10 giờ ạ, 10 giờ đó, tầm khoảng 10 giờ thì bắt đầu là thị trường chúng ta nó sẽ có dấu hiệu gọi là giao thoa chập kiếm, chuyển giao thành một trạng thái tích lũy chậm trong cái vị thế ngắn hạn này. Người ta sẽ tích lũy ở quanh cái vùng giá 1090 này, thấy ạ, nó sẽ tích lũy ở đây đó. Và cái động lực mà khi mà nó giao thoa giữa ten can với cái run á, nó giao thoa với nhau, nó chạm thành một cái trạng thái gọi là tích lũy chặt đó, thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là trường hợp hợp bích phi tiên, có tính nghĩa là breakout đó, breakout vượt đỉnh, đúng không chị? Đó, thì trong cái nhịp này nó tích lũy chặt thì khả năng cơ hội nó sẽ có nhịp break. Nhưng mà nếu trong cái kịch bản mà khung 15 phút này nó mất cái vùng giá 1086, 1087 này, thì nó sẽ chuyển thành một cái trạng thái là breakdown, nhằm breakdown giảm mạnh trong ngày, thì lúc đó là thị trường là nó sẽ còn phải đi thêm một cái nhịp nữa anh chị nhá. Đây là cái phiên ngày mai, là một cái phiên cực kỳ quan trọng đối với VN-Index trong ngày mai đó. Rồi đó là cái vị thế trong trong phiên. Còn về cái vị thế của VN-Index trong khung ngày, khung tuần và khung tháng, thì cái vùng này thì mình là nó là cái vùng cơ hội nhiều hơn rủi ro anh chị ạ. Cái vùng cơ hội nhiều hơn rủi ro, thứ nhất trong khung ngày nhá, thì chúng ta đã xuất hiện thêm những cái tín hiệu phân kỳ, đúng không? Thứ nhất là phân kỳ về dòng tiền này, phân kỳ MFI này, đúng không? Và cái điều thứ hai đó là nó đã về lấp gáp xong cái vùng giá từ ngày mùng 1 tháng 6 này lên ngày mùng 2 tháng 6 lên ngày mùng 3 tháng 6 này, nó có hở một cái đoạn gap này, đúng không? Và bây giờ nó đã lấp xong cái vùng gap này, thì đây là nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ trong mặt ngắn hạn. Và cái điều thứ hai là trong khung tuần, đây nhỉ, khung tuần của chúng ta nó đang có cái vùng hỗ trợ 1084, đúng không? Và khung tháng có cái vùng hỗ trợ là 1092. Đây chị, đối với Ichimoku chị nhá. Đó thì khung tháng có hỗ trợ này, khung tuần có hỗ trợ này, khung ngày có tín hiệu phân kỳ này, đảo chiều về xu hướng này. Đó, đảo chiều về dòng tiền này. Đó, đây là cái vị thế ngắn hạn. Em vị e ngại tại vì máy đó là cái khung 15 phút trong phiên này, đúng không? Lọt qua cái ngày mai, tiếp tục tích lũy trong ngày mai thì cơ hội và động lực bật tăng là có. Và với những Ichimoku trong ngày mai mà khung 15 phút này nó đồng thuận này, đó thì khả năng cơ hội nó sẽ có nhịp hồi lên, ít nhất trong nhịp này nó sẽ lên quanh 1064 đến một giá 10 à 1164 1170 anh chị ạ. Đây sẽ là những cái vùng cản của VN-Index trong nhịp tới này, thì nó sẽ xuất hiện một nhịp hồi lên.
Đó, thì nói chung là về cái tín hiệu hiện tại và những cái vị thế cổ phiếu á, thì chiều ngày hôm nay thì em Phi cũng có làm cho anh em về một cái video chia sẻ với anh chị em nhà đầu tư về những cái vị thế cổ phiếu mà nó có những tín hiệu phân kỳ. Đúng không? Thì ngày hôm nay thì em Phi nhắc lại một chút, thì ngày hôm nay có chia sẻ anh em về một số cổ phiếu banh. Thì banh thì tại vì mình có Tiên Phong Banh này. Đó, nó đã có tín hiệu phân kỳ trong khung ngày này. Đúng không? Phân kỳ đảo chiều này và đảo chiều nốt về dòng tiền này. Đúng không? Nó đã có tín hiệu đảo chiều hết này. Thứ hai nữa là hỗ trợ trong khung tuần này. Đúng không anh chị? Đó, và cái room khuyến nghị thì cái hôm ngày thứ sáu tuần trước thì em Vi đã khuyến nghị anh chị em đầu tư trong room khách hàng mà chúng ta đã bắt đối với Tiên Phong Bank rồi, và có chia sẻ anh chị em thêm nữa là cổ phiếu của SHB, đúng không? Cũng có tín hiệu phân kỳ này, đúng không? Đảo chiều này. Đó, con này thì hỗ trợ quanh vùng giá 10 anh chị nhé, quanh vùng giá 10 trong khung trung hạn. Đó, BIDV này đều là cổ phiếu có tín hiệu phân kỳ, đúng không? Đảo chiều này, đảo chiều tiếp này. Đó, về hỗ trợ trung hạn. Đó, đó là những vị thế cổ phiếu mà chúng ta có thể là chú ý trong một phiên tới. Đối với bất động sản thì có VIX và Vinhome, nó cũng đều xuất hiện phân kỳ anh chị nhá. Đây này, VIX này, phân kỳ này, phân kỳ này. Đó, Vinhome này, đúng chị. Đó, thì chiều ngày nay em Phi đã làm cho anh em về một cái video và chia sẻ với anh chị em nhà đầu tư những cái tín hiệu phân kỳ thì chúng ta có thể là canh bắt được trong vị thế ngắn hạn chị ạ. Đó, có con TDC ạ, TDC này cũng có phân kỳ này, đây là phân kỳ rõ ràng luôn chị nhá, rõ ràng luôn chị. Đó, nên là nó hiện tại bây giờ là ngay cả kịch bản thị trường chung và một số vị thế cổ phiếu thì em Phi đang view nó sẽ có cơ hội hồi hơn là cơ hội chỉnh nhá, nó sẽ có cơ hội nhiều hơn vì đây là một cái vùng mà đây là cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư một năm gần nhất rồi. Dạ, trung bình giá một năm gần nhất thì người ta đang trung bình quanh vùng giá 1080, 1085. Đó, và bây giờ nó đang quanh những vùng hỗ trợ rồi. Đó, thì đây là sẽ là cái cơ hội trong một vài phiên tới. Thì chúng ta để mà xác định kỹ càng hơn trong nhịp tới á, thì khả năng nó sẽ rơi vào khoảng ngày thứ tư anh chị nhá, nó sẽ rơi vào khoảng ngày thứ tư. Thì anh em nên chú ý đối với thị trường trong phiên ngày thứ tư, còn ngày mai vẫn là một cái ngày mà thị trường quyết định là nó tiếp tục bật hồi hay là nó rung lắc điều chỉnh, thì chúng ta cần phải chú ý trong phiên ngày mai khi mà trong cái khung 15 phút này nó đang tiệm cận đến cái vùng eo mềm mỏng chị nhá. Thì anh em chú ý trong phiên ngày mai. Thì ngày mai có thể là anh em nào mà muốn bắt sớm á, thì chúng ta phải chú ý là lựa chọn cổ phiếu anh em, vấn đề của chúng ta tại vì là phải lựa chọn cổ phiếu. Còn với góc nhìn của em Phi về thị trường á, thì mình là anh em lên an toàn nhất thì chúng ta đợi cái phiên ngày thứ tư chị nhá, đợi phiên ngày thứ tư. Đó, ok, đó là góc nhìn của em Phi về kịch bản thị trường. Thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về những cái vị thế cổ phiếu trụ mà nó tác động chính đến kịch bản thị trường VN-Index, xem là trong nhịp hiện tại thì có banh, có chứng khoán, có bất động sản, có thép, xem là trong nhịp hiện tại thì những cái cổ phiếu nào nó có thêm những tín hiệu tốt tích cực hơn, nó có thêm những tín hiệu về đảo chiều xu hướng, về có tín hiệu phân kỳ, để chị em có thể là nốt lại và lưu lại trong nhịp tới để có thể là con nào phù hợp với anh chị em đầu tư, anh em có thể là bắt đầu mở thăm dò chị nhá. Và nếu anh em nào mà có những cái vị thế gọi là chúng ta muốn bắt đáy á anh chị, thì chúng ta phải nhảy vào đúng không, thì mới biết đó là đáy hay không, anh em phải thò một chân vào đó, thì anh em mới biết là đáy. Đôi khi anh em cứ đứng ngoài á, cứ đứng chờ đợi á, thì đôi khi là nó đi qua mất rồi đó, đáy nó đi qua mất rồi thì anh em mới biết là đáy, đúng không ạ? Ok, và anh Vi cũng xin chào toàn thể anh chị em đang đón xem live nhá. Anh chị em mới vào xem live thì anh chị em cũng đừng quên là để lại cho anh Vi một cái nút like và một quả tim nhá ở bên dưới phần comment, để chúng ta có những sự tương tác và chúng ta có những sự gắn kết với nhau tốt hơn chị nhá. Rồi, chúng ta sẽ đi với nhau về ngân hàng đầu tiên chị nhá. Ngân hàng thì hôm nay có Vietcombank này. Đó, nói chung là Vietcombank thì con này vẫn ok thôi chị ạ. Đó, Vietcombank trong phiên rung lắc này, cuối phiên có dấu hiệu rút chân lên, đúng không? Cuối phiên có dấu hiệu rút chân lên, nó tín hiệu khá tích cực. Đó, Vietcombank thì đang có hỗ trợ quanh vùng giá 83.5 đến vùng giá 84. Mà chị đây này. Đó, BIDV thì MV mới chia sẻ xong, thì con này nó đang có tín hiệu phân kỳ. Chị nhá, nó đang có tín hiệu phân kỳ trong khung ngày. Đó, phân kỳ đảo chiều thì khả năng ngày mai kia thôi, nó mà nó tích lũy ở đây nữa thì khả năng là nó đảo chiều là tương đối cao. Nhá. Đó, 4 phiên rồi, chị ạ, 4 phiên tích lũy lại rồi. Techcombank này. Techcombank thì chưa có tín hiệu gì, nhưng mà con Techcombank này thì nó sẽ có một cái tín hiệu gọi là hỗ trợ trong khung tuần anh chị nhá. Hỗ trợ của Techcombank là vùng giá 29.8 đến vùng giá 30 anh chị ạ. Đó là cái vùng hỗ trợ trong khung tuần. Thì bây giờ nó đang giao dịch ở vùng giá 30.9 thì khoảng tầm là 0,9 lai nữa thôi thì nó sẽ về hỗ trợ trong khung tuần anh chị nhá. Đó, hỗ trợ tuần. CTG này. Đó. CTG thì cũng có dấu hiệu phân kỳ luôn anh chị ạ. Cũng có dấu hiệu phân kỳ đảo chiều này.
Đó, cũng có dấu hiệu phân kỳ đảo chiều này. Đó. Nên là trong cái nhịp này là chúng ta chờ đợi thêm cái tín hiệu thôi nhỉ. Có rất nhiều cổ phiếu có tín hiệu phân kỳ rồi, MBB này. MB thì đang ở hỗ trợ. Phân kỳ thì không có nhé. MB không có phân kỳ nhé. MB đang có hỗ trợ 17.5. Đó. ACB này, tích lũy đi ngang này. VBank cũng tích lũy này. Đó. VBank nhịp này cũng có phân kỳ luôn chị nhé. Rất nhiều cổ phiếu trong nhịp này có tín hiệu phân kỳ đảo chiều. Tiên Phong này. Đó. Tiên Phong thì con này phi chia sẻ với anh chị em đầu tư rồi. Đó. Đó. STB này, tích lũy. VIB. Đó. VIB cũng tích lũy thôi, con này thì không có phân kỳ nhé chị. Ở khung ngày không có phân kỳ này, nhưng mà điều tích cực là trong trung hạn đó, nó sẽ có hỗ trợ đường trung bình giá 1 năm gần nhất ở quanh quanh cái vùng giá 17.3 đến vùng giá 17.5 gì ạ. Đó. Thì đối với bank thì tổng kết lại thì em chỉ lốt lại một vài con thôi. SHB thì cũng có phân kỳ luôn này. Đó. HD Bank thì tích lũy. Đó. EIB cũng có phân kỳ nhá chị. Đó. Thì tổng tổng kết lại bởi nhóm bank nhá, thì em đúc kết lại có đâu đó khoảng tầm 3 cổ phiếu anh em cần lưu ý thôi. Đó là Tiên Phong Bank. À, nó có phân kỳ cực kỳ rõ ràng cái gì à, cực kỳ rõ ràng luôn, và cái thứ hai là có hỗ trợ không một tuần đó, SHB và BIDV đó, đó là ba cổ phiếu mà anh em có thể là tham khảo được trong nhịp tới anh chị nhá. Đó. Bất động sản thì nhịp này có VIX, Vinhome đúng không? Đều có tín hiệu phân kỳ đó. Nhịp này thì em phải đánh giá là Vinhome sẽ ok hơn đấy chị ạ. Vinhome nó rõ ràng hơn đó, mặc dù là VIX nó cũng có tín hiệu gọi là đảo chiều trong khung ngày này đó. Nhưng mà khung tuần của VIX ấy, thì nó vẫn đang trong một nhịp dơ, vẫn đang trong một cái nhịp dơ. Nhưng mà cái điều mà trong khung tuần của VIX ấy, nó có dấu hiệu ok anh chị, thì nó sẽ có tín hiệu gọi là kỳ run phẳng. Kỳ run phẳng khi mà nó xuất hiện cái điểm này thì nó sẽ có cơ hội và khả năng hút giá về, hút giá lên. Đó. Vinhome cũng thế này. Vinhome thì nó trung hạn thì nó về vùng đáy lịch sử. Nó về lại những cái vùng đáy lịch sử của Vinhome quanh vùng giá 40-41. Nếu giả sử trong những cái nhịp này anh em ngày mai á nó có lắc lại quanh quanh khoảng tầm từ 43.5 đến vùng giá 44, anh em canh mua nhá. Ví dụ ngày mai anh em canh một phần ở vùng này, giả sử như là cái kịch bản xấu nhất đi, thì Vinhome nó phải tiếp tục phá đáy thì ạ. Nếu nó tiếp tục phá đáy quanh vùng giá 41.8 42 này, đó, thì chúng ta phải cắt ngay khi nó mất đáy, đúng không? Với vị thế mà chiều bắt đáy á, mà hàng về mất đáy là chúng ta cần phải xử lý ngay. Nhưng nếu trong kịch bản chúng ta mua ở vùng này, đúng không, hàng về vẫn tiếp tục đi ngang tích lũy, và thậm chí trong mặt trung dài hạn cơ hội nó còn hồi lên, thì anh em có thể là đây là những nhịp mà anh em có thể nắm giữ trong mặt trung dài hạn luôn đó. Thế này, nếu chúng ta mua lắc quanh khoảng tầm từ 43.8 44 thì vị thế hàng về nếu mà nó mất đáy á thì anh em cắt khoảng tầm đâu là khoảng tầm 4% đúng không, đánh đổi được chị. Và rất nhiều cổ phiếu có tín hiệu xác nhận rồi nhỉ. Đó. Rất nhiều cổ phiếu có tín hiệu xác nhận. Lovaland này, ngay cả Lovaland cũng có phân kỳ luôn anh chị, nhưng mà Lovaland này phân kỳ khá là yếu anh chị ạ. Phân kỳ yếu lắm, nên là nhịp này thì đối với Lovaland thì chúng ta nên quan sát thôi. Anh em nào mà xác định để mà đánh dài á, đánh trong vị thế trung dạng dài hạn à, mua để vứt đó thì coi như là chúng ta mua một phần thôi, vì con Lovaland nó đang tích lũy ở cái vùng nền rồi. Và cái vùng nền ở Lovaland này, từ hồi tháng 5, tháng 6, tháng 7 này, đây này, và nó tích đi ngang này, xong nó mới có động lực và tăng lên, bây giờ nó về lại đúng cái vùng nền này rồi. Và vậy đó, VRE này. VRE thì con này đang đi ngang thôi chị ạ, tích lũy thôi. Phát Đạt. Đó. Nói chung là đối với nhóm bất động sản thì con này là con khỏe nhất chị ạ. Con này là con duy nhất giữ được trend nhé. Duy nhất giữ được trend tăng trong mặt ngắn hạn này, trung hạn và dài hạn. Đó, Phát Đạt. DIG này. Đó, DIG cũng chưa có dấu hiệu phân kỳ đâu chị ạ. Mấy con này thì không có phân kỳ nhé. DIG không có phân kỳ, DIG về lại nền. KDH này, tích lũy. KBC cũng tích lũy này. RE đất xanh này. Đó. Đa phần là tích lũy thôi, mấy con này thì chưa có tín hiệu gì nha, nó cũng chưa có tín hiệu phân kỳ, thì em phải chia sẻ với anh chị em đầu tư với những cái tín hiệu mà để mà bắt được trong nhịp này á, thì ít nhất trong khung trung hạn, trong khung tuần này nó có vùng hỗ trợ, và cái thứ hai là trong khung ngày nó có tín hiệu phân kỳ đảo chiều thì chúng ta mới có cơ sở để chúng ta canh bắt. Còn nếu cổ phiếu nào nó chưa có những cái tín hiệu phân kỳ trong khung ngày và chưa có tín hiệu ở hỗ trợ trong tuần thì chúng ta tiếp tục quan sát chị nhá. Nam Long này, sell này. Đó, ngay cả sell này, mặc dù là trong khung ngắn hạn nhé, sell không có phân kỳ, nhưng mà cái điều tích cực của sell là nó đã có hỗ trợ trong khung tuần này. Đó. Ngày hôm thứ sáu tuần trước trong buổi livestream lúc 1 giờ, Thế Vì có chia sẻ với anh chị em đầu tư bắt đối với ba cổ phiếu đó, sell này, SHB và Tiên Phong Bank, đúng không? Và hiện tại thì Tiên Phong Bank với cả SHB á thì nó vẫn đang
ở cái mức giá mua thôi, còn đối với sell thì nó đã bắt tăng khoảng tầm chục phần trăm rồi, hơn chục phần trăm rồi, và mua những cái phiên này đó. Khi mà nó có tín hiệu là về lại hỗ trợ vùng 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 trung bình giá 1 năm gần nhất của VN-Index trong của sell trong khung trung hạn, đúng không? Là chúng ta canh bắt với nhau về khung sell trong lúc 1 giờ livestream, lúc 1 giờ chiều thì đó. Đó. Nên là bây giờ là chúng ta cần phải chờ đợi gì ạ? Xem những cái con nào mà có tín hiệu phân kỳ là chúng ta mới có thể nhảy được. Thì nhá, con nào mà chưa có tín hiệu phân kỳ chúng ta tiếp tục đứng ngoài thôi. Đó. Hay cả HDC này. HDC con này có tín hiệu nhé. HDC đảo chiều này. Đó, đảo chiều về 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 ngắn hạn này. Đúng không chị? Đó. MFI này, đảo chiều dòng tiền này. Đó. Đảo chiều hết thì ạ. Đó nên là bây giờ là chúng ta cần phải chờ đợi SCR này. SCR thì chưa rõ ràng, chưa rõ ràng. Đó, nói chung là đúc kết về những cái vị thế cổ phiếu và lọc theo tín hiệu phân kỳ á, thì ngày hôm nay em Phi đã làm cho anh em và chia sẻ với anh em ở trong cái buổi livestream lúc chiều ngày nay rồi. Đúng không? Đâu đó đúc kết lại một vài cổ phiếu thôi. Banh thì có 3 con, bất động sản thì có 2 con. Đó, TDC đây này. Đó, TDC cũng là cổ phiếu mà hôm nay em Phi chia sẻ với anh chị em đầu tư. Đó. Ngày mai nó có lọ đỏ thêm một chút nước khoảng tầm từ 7.2, 7.3 thôi là anh chị em có thể canh mua được. Chị nhá. Canh mua được. Ok, đó là cái góc nhìn của FV về một số vị thế cổ phiếu của banh, của bất động sản. À, xem qua chứng khoán đấy chị, xem qua chứng khoán. Nói chung là chứng thì bây giờ thời điểm này thì FV không kỳ vọng quá nhiều về chứng nữa chị ạ. Như vừa qua thì chứng nó bật tăng khá là mạnh rồi, đúng không? Anh em đã thấy là có những cái cổ phiếu chứng á, nó X2, thậm chí là có cổ phiếu X3 rồi. Nó X3 đối với chứng rồi. Đây là trong cái thời điểm hiện tại thì nó chưa chiết khấu đủ, ngay cả mặt trong trung hạn, hay cả mặt ngắn hạn. Anh em cứ để ý, ngay cả SSI này, nó bật tăng từ vùng giá 13 nhé, quanh 13 mà đi lên đỉnh là vùng giá 36 thì nó cũng bật tăng đâu đó khoảng tầm là 150 160%, đúng không? Nó bật tăng 160% nhưng mà từ đỉnh anh em đo xuống này đó. Thì hiện tại bây giờ là nó mới điều chỉnh khoảng tầm 20 21%, đó, nó điều chỉnh 21%, quá là ít đúng không chị? Nên là trong cái nhịp này thì em phải cần những sự chiết khấu thêm của nhóm chứng khoán anh chị nhá. Mặc dù là chúng ta có thêm rất nhiều sự kỳ vọng chị, từ hệ thống Carrick này, đúng không? Từ những cái tín hiệu về lâng hạng thị trường này, đó. Nên là nhóm chứng khoán là cái nhóm ngành mà có sự kỳ vọng khá là nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ nó chưa chiết khấu đủ. Đó, VCI như thế này, VCI bây giờ chúng ta muốn mua thì chúng ta phải chờ lại quanh vùng giá 33 đến vùng giá 33.5 anh chị nhá. Đây mới là những cái vùng mua của cổ phiếu VCI này. Đó anh chị ạ. Nên là bây giờ đối với chứng khoán thì mới cần nó phải có một nhịp rung lắc nữa. Đó, chưa kỳ vọng nhiều về nhóm chứng khoán. ACM cũng thế này, phải 2 năm anh chị ạ, quanh 2 năm thì nó mới là những cái vùng hỗ trợ. Anh em nào mà đang có hàng hay là anh em nào có ý định gọi là canh mua đối với nhóm chứng khoán á, thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi. Khi mà thị trường rung lắc, khi mà thị trường nó vẫn đang có những cái nguy cơ rủi ro, thì cái tiêu chí của mình về vị thế điểm mua cổ phiếu á, đặt cao được một chút. Anh chị, đây này, VND này, đúng không? Cũng phải quanh vùng giá 17 đến 17.3 thì đây mới là những cái vùng buồn. Đây là cái sự mà kết hợp đa khung thì nhá, kết hợp đa khung thời gian. FTS cũng thế này, MBS này. Đó. Đa phần ở trung hạn chưa có hỗ trợ đâu, nhưng mà ngắn hạn cũng không có tín hiệu phân kỳ anh chị ạ. Chưa có tín hiệu phân kỳ nhiều đâu. Đó. VIX này. VIX con này phải phá đáy anh chị ạ. VIX con này phải phá đáy cơ thì nó mới xuất hiện phân kỳ nhá. VIX con này không phá đáy là không xuất hiện được phân kỳ đâu. Ở đây này, nó phá đáy ít nhất là con này nó phá đáy kiểu này. Đó anh chị, nó phá đáy kiểu này. Cái hỗ trợ của nó là quanh quanh cái vùng giá 13.6 thì có thể là trong một vài phiên tới có nó kể là nó sẽ nhúng về 13 chẳng hạn chị. Nó sẽ nhúng về 13 thì bắt đầu cái đường phân kỳ RSI này nó sẽ cắm xuống đây chị, nó sẽ cắm xuống và nó bắt đầu nó ngóc lên thì nó sẽ xác nhận tín hiệu phân kỳ. Đó, đây chưa phải là phân kỳ anh chị. Alright thì hỗ trợ, đúng không? Anh em để ý đấy, những cái con nào mà có tín hiệu rút chân á là chúng ta kết hợp với cái khung đa khung thời gian trong khung tuần này, đó. Về hỗ trợ trung hạn này có dấu hiệu rút chân lên, này. Đó. Có như là chúng ta chỉ cần những cái tín hiệu rút chân trong khung tuần thôi là ngắn hạn là chúng ta đủ T rồi chị, là đủ T rồi. Đó. BSI này đó, chưa có tín hiệu gì chị nhá. Agri cũng vậy, đó. 12 đến 12.3, đó. Gần về rồi chị ạ. VDS này nó cũng gần về rồi, trong khung ngày thì chưa có tín hiệu gì đó. Đó, quay trở lại thì để mà đúc kết lại tất cả từ nhóm chứng khoán, nhóm banh và nhóm bất động sản
thì trong nhịp tới để mà thị trường hồi lên được thì em phải sẽ kỳ vọng khá là nhiều từ nhóm banh chị nhá. Tôi rất nhiều từ nhóm banh, có BIDV, Vietcombank, EIB, SHB, Tiên Phong Banh, đúng không? Đó là những cái cơ hội của nhóm banh. Còn nhóm bất động sản thì em phải đang kỳ vọng tại nhịp này thì có VIX, thì chị ạ, có VIX khi nó đang có tín hiệu này, VIX, Vinhome này, đó, và một số vị thế cổ phiếu khác nữa thì đang có tín hiệu này, thì với những động lực mà để kéo thị trường đi lên được anh chị thì nó sẽ có cổ phiếu trụ là ok rồi. Và chứng khoán thì có thể là nó sẽ rụng thêm một nhịp nữa anh chị, chứng khoán nó sẽ rụng thêm một nhịp nữa nhé, vì trong nhịp vừa qua chứng khoán bật tăng mạnh rồi, thì trong nhịp này kể mà cả thị trường nó có hồi lên nhưng mà dòng chứng á nó rung lắc trong phiên, em phải là nó đều bình thường, vì về vị thế cổ phiếu á, em phải vừa điểm qua cho anh chị em đầu tư á, thì rất nhiều cổ phiếu nó chưa về hỗ trợ thì ạ, khung ngày cũng không có những cái tín hiệu phân kỳ gì cả, đúng không? Đây là nó cần phải rơi thêm một nhịp nữa thì bắt đầu chúng ta mới có thể là tham gia được với nhóm chứng anh chị nhá. Đó đó, đúng không? Rất nhiều cổ phiếu nó chưa về hỗ trợ đâu nhỉ. ORS cũng thế này, con này thì về rồi nhá, con này thì về rồi và nó có dấu hiệu rút chân lên rồi. Đó là chứng. Chúng ta điểm qua một chút về thép nhỉ? Xem là thép, thép thì điểm qua ba mã thôi nhỉ, HPG, Nam Kim và Hoa Sen thôi. Đó. HPG cũng thế này, chưa có dấu hiệu gì, thép nhìn này cũng chưa có tín hiệu gì nhỉ. Đó, thép hỗ trợ của nó tít vùng giá 20.6 21 cơ, thì đây mới là hỗ trợ của HPG, đúng không? Khung ngày chưa có tín hiệu gì cả. Hoa Sen này, đó, khung ngày cũng không có tín hiệu phân kỳ. Đó. Rồi cái RSA, RSI này đang cắm xuống, RSI nó phải đảo chiều lên cơ, ngược chiều lên cơ thì nó mới xác nhận tín hiệu phân kỳ chị nhá. Đó, khung ngày cũng chưa có gì này. Trung hạn thì phải về 15.3 đến 15.5, 15.3, 15.5 thì đây sẽ là tín hiệu. Thì nó rơi khoảng tầm từ 17.7, bây giờ mà nó rơi về khoảng tầm đâu xem mấy đâu, 10% đến 13% này ạ, 13% nữa, đúng không? Đó, Nam Kim này cũng vậy, đúng không chị? POM, SMC, TLH, đó, TLH đang hỗ trợ trong khung trung hạn này, đó, đang hỗ trợ trong trung hạn này. Đó, anh em chờ xem chị, anh em nào mà thích bắt đáy á thì chúng ta phải có chiến lược chị nhá, ít nhất là trong khung tuần nó phải có hỗ trợ, và thứ hai nếu khung tuần không có hỗ trợ thì khung ngày nó phải có tín hiệu phân kỳ thì chúng ta mới canh bắt được này. Đó, TLH đang ở hỗ trợ trong khung tuần đó, thì anh em nào có thích thì có thể là thích thép ấy ạ, thì chúng ta có thể là thăm dò trước một phần tỷ trọng nhỏ nhá, và tất cả những điểm mua tại nhịp này của anh em á là với vị thế gọi là thăm dò thôi, với điểm mua tỷ trọng vừa phải thôi nhá. Đó, VGS, đó, VGS thì còn là vẫn đang giữ được trend anh ạ, vẫn đang giữ được trend thôi. Đó, HMC, bán này bán lẻ thì mày cứ cũng chả có tín hiệu gì vậy, bán lẻ không có tín hiệu gì. Đó. Ngay cả nhóm phân bón hóa chất cũng vậy, nhóm phân bón hóa chất thì bây giờ nó vẫn còn đang leo cao cơ, như là mấy con như DGC, DCM này, đó. Nó vẫn đang leo cao này, với những nhịp mà hiện tại bây giờ nó chưa có tín hiệu chỉnh thì khả năng nếu mà trong nhịp tới á mà mấy con này mà nó rung lắc thì có thể là nó sẽ có những tín hiệu giảm vùng, nó sẽ có tín hiệu giảm vùng như DCM, DPM này, đúng không? DGC này. Đó thì nó vẫn đang giữ được trend ngay cả mặt ngắn hạn và trung dài hạn. Đó. Ok, đó là cái góc nhìn của Phi về một số vị thế cổ phiếu mà nó có tín hiệu phân kỳ, thì em Phi đã lọc cho nghe về một số cổ phiếu rồi, đúng không? Bank thì có một vài cổ phiếu thôi và bất động sản cũng có một vài cổ phiếu. Đó thì anh em có thể là lưu ý trong nhịp tới anh chị nhé. Ok, thì bây giờ em Phi sẽ chuyển qua về cái phần hỗ trợ và chia sẻ cho anh chị em đầu tư đến những cái vị thế cổ phiếu mà anh chị em đang quan tâm. Thì nếu anh em nào mà có câu hỏi nào quan tâm, khúc mắc và cần những cái sự hỗ trợ và cần những cái góc nhìn thì chị em có thể là để lại những cái câu hỏi của mình ở bên dưới phần comment nhá. Và đặc biệt là anh chị em đang đón xem live, anh chị em mới vào xem live thì cũng đừng quên là để lại cho Vi một cái nút like và một quả tim nhá ở bên dưới phần comment, để chúng ta có những cái sự tương tác và chúng ta có những sự gắn kết nhau tốt hơn đấy chị nhá. Và bên cạnh đó thì em Phi cũng có gửi cho anh em về một cái đường link để chị em có thể tham gia vào những cái room Zalo giao lưu, những cái room cộng đồng. Thì ngoài những cái sự hỗ trợ và ngoài những cái sự chia sẻ ở trên cái buổi livestream này ra thì em Phi sẽ còn hỗ trợ và giải đáp tất cả những cái câu hỏi, và anh chị em nào khúc mắc hay em quan tâm đến những cái vị thế cổ phiếu ở trong cái room cộng đồng này chị nhá. Anh em quan tâm câu hỏi nào hay là anh em trong phiên không có thời gian để đón xem livestream á thì anh chị em có thể là quét cái QR code ở bên phần góc trái màn hình hoặc là click vào đường link để tham gia đến cộng đồng này. Thì em Phi sẽ giải đáp cho anh em về những câu hỏi mà anh chị em quan tâm trong cái phiên giao dịch nhá.